Chiều 21 tháng 8 năm 2021, tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, từ ngày 23 tháng 8, dân ở trong vùng xanh, vùng vàng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đi chợ bình thường. Cụ thể, từ ngày 23 tháng 8, mọi hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường, có nghĩa là hàng hóa từ các nơi được đưa về thành phố Hồ Chí Minh như trước đây và các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động bình thường. Có khác chăng là khác phương thức phân phối. Một số nơi người dân không tự ý ra khỏi nhà mua sắm mà có lực lượng mua hộ. Đặc biệt, các chợ truyền thống trong khu vực dân cư thuộc vùng xanh, vùng vàng, nếu đủ điều kiện phòng chống dịch, vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Người dân tại các khu vực này có thể được phát phiếu đi chợ trung bình một tuần một lần. Còn lại, dân cư thuộc các vùng đỏ, vùng cam sẽ không được tự ý đi mua sắm mà do tổ dân phố, phường, thôn, xã, tổ công tác phối hợp với các hệ thống phân phối siêu thị để mua hộ. Đại diện Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, siêu thị thuộc vùng đỏ hay xanh đều mở cửa bán hàng bình thường từ ngày 23 tháng 8 và việc đi chợ hộ hay chi hộ, phương thức thanh toán thế nào do địa phương tự trao đổi thu xếp với người dân. Điều lưu ý là tuy có đi chợ mua hộ thì mỗi gia đình một tuần cũng chỉ được đăng ký mua một lần như khu vực vùng vàng, vùng xanh. Ngoài ra, các khu vực dân cư thuộc vùng đỏ theo dự tính sẽ có những xe bán hàng lưu động luân phiên nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân bị kẹt trong khu vực phong tỏa không bị thiếu hụt. Theo công văn 2796 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành chiều 21 tháng 8, từ ngày 23 tháng 8, thành phố Thủ Đức, quận 8, quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn, lực lượng shipper công nghệ sẽ không được hoạt động. Doanh nghiệp hoạt động trong khu vực 8 quận huyện thành phố này, kể cả siêu thị, đều áp dụng phương án 3 tại chỗ hoặc một cung đường 2 điểm đến. Tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị phải có mặt tại cơ quan trước 0 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2021. Như vậy, lực lượng phục vụ tại các siêu thị cửa hàng tiện lợi thuộc 8 khu vực nói trên sẽ giảm. Khu vực này được coi là vùng đỏ, vùng cam và sẽ được mua hộ thực phẩm. Các quận huyện còn lại thì shipper công nghệ vẫn hoạt động bình thường nhưng chỉ giao nội quận, huyện, không được giao hàng liên quận. Thời gian giao hàng của các shipper các hệ thống phân phối, siêu thị cửa hàng tiện lợi từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.